chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn nhá. Cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh đừng vỡ tan. Thoát ra là thênh thang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Chào đến tất cả các quý vị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Mọi người cùng nhau chia sẻ nhiệt tình hơn nữa và chúng ta yêu cầu những cái khúc mà các anh chị thích nha. Ngày hôm nay là DC Band có tập với nhau rất là nhiều những cái bài hát dễ thương và hứa hẹn với các anh chị là chưa xuất hiện ở kênh này bao giờ. Nên lần đầu tiên nha các anh chị. Rất nhiều những sự bất ngờ dành cho anh chị đấy ạ. Bống bống bang bang à, tông pha trưởng ạ. Bất nhạc cho pha trưởng ạ. Một like cho nhạc công được không ạ? Nhạc công Quốc Việt. Chia sẻ cho Quốc Việt đi. Dạ cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Yêu cầu bài hát và chia sẻ nhiệt tình hơn nữa cho tụi em mà máu hết. Máu hết đêm nay được không? Kính chị ngày mai máu nữa. Bay luôn đúng không ạ? Dạ, pha trưởng ạ. Ta mãi trời ơi con cá nửa tấm lấy hết cả tôm một mình cám ơn.
Toàn những ca khúc gọi là mới mới nhỉ? Đúng rồi, mới mới. Nhưng mà nó cũ mềm ở chỗ khác nhưng mà mới nhất ở chỗ này. Kính chị thấy hay không? Nếu thấy hay thì mọi người ngày nào cũng yêu cầu bài này cho tụi em sẽ phục vụ nhiệt tình hơn nữa nha. Và một ca khúc mà em chắc chắn là nó rất là cũ mềm 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 luôn, nhưng mà cũng rất là mới ở đây dạ, luôn. Mới lắm ạ. À, bài Tên Vọng Cổ. Dạ, cũng là tông này ạ, pha trưởng ạ. Dạ, hôm nay hay chị em sẽ lấn sân sang vọng cổ nha. Tin mà. Tin vọng cổ, vọng cổ đúng rồi. Cải lương. Linh cười không thấy Tổ quốc hả? Trời ơi, mới đi cắt mí mắt lên mà còn cười không thấy Tổ quốc nữa. Chắc em phải đi cắt nữa. Dạ, pha trưởng ạ. Xin chào cô chú. Một bài hát rất là dễ thương. Thời 9x. Thank you.
vương sầu nhớ. Ôi cuộc đời như ngàn ý thơ, đẹp như đóa hoa hồng sớm mai. Dịu dàng từ cơn gió lướt nghe qua cho em hát ca, bồng bềnh từ làng mây đưa nắng về tô hồng đôi má. Cảm ơn tất cả quý vị mình rất là nhiều. Và tụi em đã vừa hát xong. Là vẫn là để tông này luôn đúng không chị? Câu 1 là thứ à, chú Vy ơi. Mình ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Chờ
sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm ơi đang ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì gì mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày, mỗi lần. Rồi chạm vào nỗi nhớ mơ mơ, gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn. Cô đơn dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, và sữa rửa mặt nhà em có nha, xịt mọc tóc cũng có luôn. Những ai tóc thưa tóc gãy rụng nhiều thì hãy đến với em đêm này. Và collagen đã thấy số điện thoại của mình rồi nha. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cánh sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề còn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Cô đơn sợ cảm mỗi lần. Giờ chạm vào đôi nhớ vô vơ, giang giang diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ cô đơn. Sợ cô đơn dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cô đơn sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào đời nhớ vô vơ, vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Xịt tóc của Linh. Dạ em thấy rồi. Em đợi một xíu nè mới nói đó. Anh chị cần hỏi gì anh chị chỉ cần để lại, ví dụ collagen hay gì đấy, Linh sẽ trả lời cho anh chị nhá. Ai hỏi gì là em soạn, em sắp xếp đi trong đầu á. À, người này hỏi cái này, người hỏi cái kia, em đang hát chứ con mắt em tiêu ghê lắm, loát ghê lắm. Con mắt nhìn ở đây chứ nhiều khi là chỉ chịu ở đó là thấy cái chị hỏi gì hết trơn.
Đó, ai mà nói xấu em gì em biết chân. Bởi vì đừng nói xấu em gì. Ai mà nói xấu em cũng biết hết đấy ạ. Em sẽ ghim em sẽ... Ok, và sau đây sẽ là ca khúc Mắt Nai Cha Cha Cha. Em thơ và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây. Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Mắt Nai ơi xin đừng đi nhé ai. Mắt Nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba tôi vẫn ngồi mãi đây đây. Mắt Nai ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mong mơ. Em xinh tươi như bông như hoa, cho anh đầy ngất ngây tâm hồn. Một ngày nhớ, một ngày mong, đêm lại về thao thức bâng khuâng. Còn tim ai khao khát đợi chờ, trong cõi lòng mầm mối tương tư. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé ơi. Hello cô bé, à, bông mai sao băng. Chào chị Mai, à, chị băng lộn lộn. Một nụ hồng tặng cho mắt Nai. Em thơ ngây bướng đi trên con đường về. Một nụ hồng tặng cho mắt Nai. Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Mới có hôm nào em còn ngây thơ. Bước trên con đường quen thuộc tới trường. Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu. Từng nhịp theo bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này. Để một người ngồi mơ thẫn thờ. Và ngày ngày đợi chờ bóng băng đi qua. Mới có hôm nào băng còn nơi đây. Thế nhưng bây giờ băng đã xa rồi. Để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Mắt Nai ơi xin đừng đi nhé em. Mắt Nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, qua như phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt Nai ơi xin đừng đi cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mong mơ. Mắt Nai ơi xin đừng đi nhé em. Mắt Nai ơi xin đừng xa cách tôi. Dù cho ngày tháng có đi qua, qua như phong ba tôi vẫn ngồi mãi nơi đây. Mắt Nai ơi xin đừng đi cha cha cha. Hát vang lên ô la la cha cha. Nào ta cùng bước cha cha cha. Nào ta cùng hát cha cha cha. Cùng vui ngày tháng mong mơ. Đừng đi nhé em. La 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 la. Chờ anh theo vô. Bài này lâu lắm rồi anh chị nhờ. Hát quan họ bài khác rồi nhưng mà hẹn anh chị buổi ngày mai nhé. Ngồi rằng là ngồi cửa ngồi rằng là ngồi tựa. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
nói rằng cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. 9 điểm về chỗ ạ. Em vẫn ngồi đây ạ. Cảm ơn anh chị và hẹn anh chị live sau sẽ có anh Quốc Việt. Giọng cũng đi xuống rất là nhiều luôn. Ở bên kia bầu trời về em chắc đang lạnh dần. Và em giờ đang dìm trong giấc mơ em đêm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn. Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon, ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ. Để tim em cồn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như em nhớ về anh. Gửi cho anh đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm. Để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau. Để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh. Nụ hôn của em ấm áp và anh hãy cười nhiều anh nhé. Vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Ôi anh chị còn bảo 7 độ kìa. Dã man. 7 độ là còn hơn cái tủ lạnh luôn phải không cô chú? Đúng rồi, anh chị mở tủ lạnh vào chắc còn ấm hơn. Em mà ra đó cho em chết liền. Em trời chịu lạnh dở lắm, chịu nóng thì được chứ chịu lạnh là em thua. Nói chung là lạnh năm nay là cái gì nhỉ? Kỷ lục trong 40 năm nay đúng không ạ? Em đọc ở trên VTV24 ấy. Dã man lạnh. Lạng Sơn thì có 5 độ kìa. Trời ơi. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn. Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ. Để tim em cồn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như em nhớ về anh. Gửi cho em đêm lung linh và tình sông này biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau. Để em vững tin cả tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em. Nụ hôn của anh ấm áp và em hãy cười nhiều em nhé. Vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho anh đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm. Để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau. Để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh. Nụ hôn của em ấm áp và anh hãy cười nhiều anh nhé. Vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Chị ơi, có chúng em là ấm áp rồi anh chị ạ. Lạnh quá, chầm mòn nghe nhạc đi ạ. Chúng em sẽ gửi ít nắng và ít ấm áp về cho anh chị được không ạ? Có chị bảo chị đang ở bên Hàn còn âm 12 độ C cơ. Trời, âm luôn, dã man. Em sợ lạnh lắm anh chị ạ. Rất rất sợ lạnh luôn. Nhưng mà ngoài Bắc kiểu này mình có thể tiết kiệm điện rất là nhiều á. Không, phải dùng sưởi. À, lạnh này là phải dùng sưởi nhiều đúng không anh chị? Còn tốn điện hơn ý. Trong này anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời. Cuộc đời mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về. Mà giờ đây một mình em đứng trong. Lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Em biết từ đây anh sẽ dối em. Dù con tim thật lòng với người anh. Người yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi
hãy quên đi một giấc mơ buồn. Xin hãy quên em một kẻ đã từng chìm trong say đắm lạc lối yêu đương. Hôm nay anh chị tương tác hơi bị tuyệt vời đấy anh chị ạ. Ngồi nói chuyện với bọn em là bọn em vui rồi anh chị ơi. Bài này bài gì Linh? Xin lỗi tình yêu. Xin lỗi tình yêu. Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà anh trao cho người lạc đường yêu đương. Em biết từ đây anh sẽ dõi em, dù con tim thật lòng với người anh. Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em ngàn đời xin. Trong tận đáy lòng mơ ước vai em hay đứa mắt em muốn ôm anh lỡ hết ưu phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên em một kẻ đã tình chìm trong say đắm lạc lối. Cảm thông nha. Đừng như thói quen à, bài đó phải tập lại mới được. Đừng như thói quen. Đúng rồi, cặp bức này là 192 triệu đúng không? Phải không? Chuẩn luôn anh chị. Tư vấn tinh chất hoa hồng. Mình hát tới 10 giờ là 1 tiếng rưỡi đúng không? Hát 8 rưỡi. 8 rưỡi, 9 giờ, 9 rưỡi, 10 giờ. Hôm nay mệt quá, hôm nay mệt quá trời mệt. Thực sự hôm nay bé Linh rất là mệt luôn. Hôm nay em cũng bị như kiểu là họng khó chịu ấy. Dạ. Yeah. Không dám hát nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị, mình rất là nhiều, giọng của em nó bị khan rất là nhiều. Với lại chị Lệ thì sức khỏe cũng không được tốt. Các anh chị nói sống cho Lệ hát, tại vì... nói chung là hai chị em thì phải nâng qua nâng lợi, nâng qua nâng lại, quên nói tiếng miền Tây, nâng qua nâng lợi. Hai chị em thì nâng qua nâng lại với nhau á các anh chị. Chị Lệ hát một bài rồi, nguyên bài rồi thì cho chị Lệ nghỉ một bài, với Linh hát bài, như vậy thì hai đứa nó sẽ đỡ mệt hơn. Còn nếu như mà hai đứa mà cứ hát qua hát lại như vậy thì cái dạo hai cả hai nó đều mệt đó cô chú, thật sự rất là mệt đó. Cho nên là mọi người thông cảm cho tụi em với nha. Dạ, những ai mà có nhu cầu mua hàng thì mọi người cứ để lại thẳng số điện thoại dùm cho em. Sẽ có nhân viên và chuyên viên họ sẽ tư vấn cho tất cả quý vị mình những cái dòng sản phẩm nhà em. Chẳng hạn như là collagen viên nè, collagen viên DC Plus nhà em có giá 790.000 nha các anh chị. 790.000 các anh chị mình mua một hợp thì bên em sẽ hoàn toàn miễn phí ship. Còn các anh chị mua 3 hợp thì các anh chị mình sẽ được tặng một và tặng thêm một cái bao lì xì trị giá là 200.000. Đó, collagen có công dụng làm bổ sung collagen vào trong cho da này, làm cho da chúng ta trở nên trắng sáng mịn màng hơn, giảm tình trạng thâm nám tàn nhang vào đầu môi cực kỳ là hiệu quả luôn. 790 hai hộp là 2.370.000. Cảm ơn Thân Thủy, cảm ơn chị Hai Cẩm Thu nha. Tư vấn tinh chất hoa hồng đi. Dạ, tinh chất hoa hồng bên em là 1.350.000 một hộp, là sản phẩm của Nhật nha các anh chị. Cái sản phẩm này là làm giảm tiết chế mồ hôi nè, tiết chế mồ hôi của mình nè, và làm cho cái mồ hôi chúng ta đỡ bị hôi hơn, và nó sẽ làm thơm cơ thể của mình. Và hơi thở của miệng nè, hơi thở của cơ thể nè, đó, và hơi thở của nách của mình, hơi thở của nách, nói gì Linh? Hơi thở của nách là cái gì Linh ta? Dạ,
cái mùi của nách đó mọi người, nó sẽ giảm được cái mùi chua lè chua lét đó hơn đó các anh chị. Nhưng mà một hộp là 1.350.000, các anh chị mua một sẽ được tặng một nha. Càng tiếng hết rồi, giọng muốn hư hết giọng luôn rồi. Có kem chống nắng chưa em? Dạ vẫn chưa nha, nếu mà mình đặt thì mình phải đợi đợi đơn giúp em nha. Mệt nghỉ sớm thì chắc chắn là hôm nay em sẽ nghỉ sớm rồi, tại vì nếu mà em cố quá là ngày mai em sẽ nghỉ luôn nguyên ngày luôn á. Cho nên là cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ngày hôm nay đã vào buổi live của tụi em chơi và đã chia sẻ rất là nhiệt tình cho tụi em luôn. Thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn và lời yêu thương tuyệt vời nhất cho các anh chị mình. Và chỉ mong là anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Và ở ngoài Bắc thì em thấy đang có rất là nhiều dịch, thì rất là mong anh chị sẽ giữ 5K để giữ sức khỏe cho bản thân anh chị nhá. Chúc anh chị sẽ vượt qua được Covid. Trong này thì đỡ hơn rồi đúng không? Nhưng mà ngoài Bắc thì trong này là... kiểu như người ta bị rồi thì người ta cũng không có báo. Nói chung là chỗ mình là sống chung với dịch luôn rồi. Còn ngoài Bắc là bắt đầu mới bùng đúng không các anh chị? Nên là... cho nên là mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhiều nha. Mà ví dụ mình mà có bị thì mình cứ lạc quan anh chị nhá. Bởi vì mình tịch tiêm rồi mà đúng không? Sợ gì đúng không anh chị? Chỉ mất vài ngày thôi là mình sẽ vượt qua được Covid anh chị ơi. Ông bà xưa người ta hay nói như là trâu giật còn không chết, trâu nó đá mình còn nó đá cái đứng lên đá là sợ ngược gì lời. Đúng không anh chị? Chứ sợ gì con Covid nhỏ xíu đúng không mọi người? Đúng. Cho nên là chúng ta phải lạc quan lên, cố gắng lên. Cho dù có bị đi nữa thì cũng phải cố gắng lên nha các anh chị. Sức khỏe và sức đề kháng của mình rất là quan trọng để mà đánh chiếu con đó luôn ấy mọi người. Tinh thần là quan trọng anh chị ơi. Dạ. Và nếu mà anh chị buồn thì vào xem live của chúng em là sẽ vui ngay đấy anh chị ơi. Dạ một lần nữa là cảm ơn anh chị mình rất là nhiều và xin gửi lời chào đến cô chú anh chị. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc nha. Chúc anh chị ngủ ngon ạ. Bye bye.